Xin chào các bác nhé. Hôm nay Kho tiếp tục giới thiệu cho các bác con máy rửa xe chạy động cơ xăng nhé. Máy rửa xe chạy động cơ xăng 210 có công suất là 700 hp nhé. Máy này thì nó có hai bánh xe nên trong quá trình vận hành thì các bác di chuyển rất là thuận tiện nhé. Hai bánh xe này và được trang bị là 5 đầu bét này. Máy này thì nó có dây dài là 8 mét thôi. Súng là súng dài. Trọng lượng của máy thì rơi vào tầm 36 kg nhé. Nhưng mà nó có hai bánh xe nên trong quá trình di chuyển thì rất là thuận tiện nha. Đây. Đầu của máy này. Máy này thì những cái khu vực nào mà các bác mà xa điện lưới ấy, thì dùng cái máy này rất là thuận tiện này. Hoặc những khu vực nào mà chuồng trại đấy thì dùng cái máy này thì cực kỳ thuận tiện nhé. Một số bác thì có thể mua cái này về chế những cái máy phun nhé, máy phun thuốc. Máy này hiện tại bên em đang bán là 6,8 triệu nhé. Bên em bao ship nên giá nó cũng rất hợp lý thôi. Đó, chạy động cơ xăng nên là cũng khá là thuận tiện cho các bác nhé. Chạy động cơ xăng 4 thì. Máy này về thì chỉ việc đổ xăng với đổ nhớt vào là chạy thôi. Anh em nào mà cần biết thêm thông tin chi tiết thì cứ nhắn tin vào Zalo, số điện thoại của em là 0904181359 nhé. Thì cần biết thêm thông tin gì thì cứ trao đổi qua Zalo, em sẽ giải thích cho các bác. Bởi bên em ngoài máy rửa xe chạy bằng xăng thì rất nhiều máy rửa xe chạy bằng điện. Đây, những dòng máy rửa xe này, những dòng 2 ký 2, 3 ký, 3 ký 7, là như những máy này. Máy này là một con máy 3 ký này. Đấy, chạy điện. Máy rất là nhỏ gọn nhá. Có tay cầm này. Di chuyển rất là thuận tiện này. Hai bên là một bên là treo súng và một bên treo dây. Ra một con máy này thì có hơn 6 triệu thì giá khá là hợp lý nhé. Bác nào mà có nhu cầu về cái máy rửa xe chạy động cơ xăng này thì cứ liên lạc theo số điện thoại em ghi trên tiêu đề nhé. Giá con này là 6,8 triệu bao ship. Rồi, em sẽ kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp theo nhé. Rồi, chào các bác nhé.